Hay nói, thầy đến giới thiệu một chút, thầy họ Lưu, tên là Lưu Minh. Hùa lái chia sáu xa, hùa xin liếu, chào liếu miếng. Hùa lái chia sáu xa, hùa xin liếu, chào liếu miếng. Hay nghe từ Đông Phương. Tung phang. Tung phang. Tung. Tung. Phang. Phang. Tung phang. Tung phang. Đại học Đông Phương. Nguyên văn là Đông Phương Đại học. Tung phang đả xuế. Tung phang đả xuế. Hay nói Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ đại học. Học viện ngôn ngữ. Ngữ nhân học viện. Ngữ nhân học viện. Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học. Giáo viên của Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học của giáo sư. Đông Phương Đại học của giáo sư. Tôi là giáo viên của Đại học Đông Phương. Tôi là Đông Phương Đại học của giáo sư. Tôi là Đông Phương Đại học của giáo sư. Tôi là học sinh của học viện ngôn ngữ. 我是语言学院的学生. 我是语言学院的学生. Tôi là giáo viên của Đại học Ngoại ngữ. Tôi是外语大学的老师. 我是外语大学的老师. Hay nói, thầy đến giới thiệu một chút, thầy họ Lưu, tên là Lưu Minh, là giáo viên của Đại học Đông Phương. Tôi lại chia sẻ một chút, tôi xin Liu, chào Liu Minh, là Đông Phương Đại học của giáo sư. Tôi lại chia sẻ một chút, tôi xin Liu, chào Liu Minh. 是东方大学的老师. Hay nghe cách nói, tên, 名字, âm Hán Việt là danh tự, 名字, 名, 名, 字, 字, 名字, 名字. Hay nói tên. 名字. 名字. Tên gì nguyên văn là cái gì tên. 什么名字. 什么名字. Hay nghe cách nói anh tên là gì nguyên văn là anh gọi là cái gì tên? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Hay nói lại, bạn tên là gì? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Anh họ gì? 你姓什么? Quý tính đại danh của anh. 您贵姓?
Nín quầy xỉ. Em tên là Đại Vệ. Hay nghe từ Đại Vệ. Đây là tên của một học sinh Mỹ. Tà Vệ. Tà Vệ. Tà. Tà. Vệ. Vệ. Tà Vệ. Tà Vệ. Em tên là Đại Vệ. 我叫大卫。我叫大卫。